Mình chỉ cần bấm thanh toán và cái máy nó in tự động nó in ra nha các bạn. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt Wi-Fi N160i này bên mình với cái phần mềm mSeller để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn lắp giấy kết nối nguồn điện cho cái máy in này nha. Thì đây là cái máy in nhiệt Wi-Fi không dây các bạn. Cái máy này á, nó sẽ kết nối trực tiếp với cái Wi-Fi ở nhà của các bạn, như là cái điện thoại của các bạn kết nối Wi-Fi vậy đó. Nó sẽ kết nối không dây, các bạn mua về các bạn chỉ cần cắm điện vào và các bạn in thôi nha. Đây các bạn, chỉ cần cắm điện như thế này là các bạn có thể in được nha. Các bạn không cần phải cắm dây LAN hay như thế nào hết nha. Đó, nó là máy in Wi-Fi không dây nha, kết nối trực tiếp với Wi-Fi. Rồi, thì nó là máy in nhiệt nên không có sử dụng mực, nên các bạn không cần phải in mực luôn, không cần phải bơm mực nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bỏ giấy nha. Thì ở bên hông là các bạn, nó có một cái cần gạt nè. Đó, các bạn gạt cái cần này xuống là nó sẽ bật cái nắp này lên ha. Rồi, còn giấy á, thì các bạn để theo cái chiều như thế này ha. Nó có một cái cây á các bạn, để các bạn xỏ ở đây nè, các bạn để cái treo cái cuộn giấy lên đó mà mình làm biếng mình không có bỏ nha. Rồi các bạn để giấy như thế này ha. Rồi các bạn đóng nắp lại cho có dư ra một xíu nè. Rồi ở bên hông của các bạn nó có công tắc nè, các bạn bật cái công tắc lên ha, là mở máy nha. Đó, đèn nó sáng lên là máy nó hoạt động nè, máy có điện nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái tờ giấy in test ra để biết được cái máy in của các bạn nó có hoạt động tốt hay là nó bị lỗi hay như thế nào ha. Rồi các bạn tắt công tắc nè, một tay các bạn giữ nút phía ha, bấm và giữ nè. Rồi một tay các bạn bật cái công tắc lên nè. Đó, các bạn chờ cái đèn đỏ nó chớp nó tắt một cái là các bạn buông cái nút phích ra nha. Đó, buông ra nè, sẽ in ra tờ giấy in test cho các bạn nè. Đó, cái máy này khi mà in ra thì nó cắt giấy tự động cho các bạn luôn nè, thấy không? Đó, ở đây thì nó có cái thông số của cái máy in nha các bạn. Đó, như thế này thì máy in hoạt động tốt nè, mực đẹp nè, đậm nè các bạn. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Wi-Fi, kết nối Wi-Fi ở nhà của các bạn với cái máy in này để các bạn nhập cái địa, lấy cái địa chỉ IP đó các bạn nhập vào cái phần mềm Kiosk Việt để các bạn in hóa đơn bán hàng nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy ra nha. Thì ở trong máy á, nó đi kèm á, là một cọng cáp USB nè để kết nối máy tính với cái máy in nè các bạn, và một cái máy nè, máy in X-Printer nè đây, và cọng cáp sạc, cáp để các bạn cắp nguồn nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn lấy máy ra nè, các bạn cắm nguồn vào nha. Rồi bây giờ thì để mở khay giấy nha các bạn, ở bên đây nó có cái cần gạt nè, các bạn bấm gạt xuống là nó sẽ mở khay giấy ra nha. Thì các bạn lấy một cái cuộn giấy ha, các bạn bỏ vào. Thì cái máy in này nó sử dụng giấy khổ K80 nha các bạn. Đó, các bạn để cùng chiều như thế này ha. Rồi các bạn đóng lại. Còn cái cọng cáp USB á, thì cái đầu dẹp nè, các bạn gắn vô trong cái máy tính của các bạn ha, hoặc là laptop á, còn cái đầu vuông vuông tròn tròn này nè, các bạn gắm vô cái máy in. Đây, các bạn gắm như vậy ha. Rồi thì mình có cái cọng dây mình đã gắm sẵn rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái cọng dây này mình gắn luôn. Đó, thì để kết nối Wi-Fi thì các bạn buộc phải kết nối với cái máy tính thì các bạn mới cài đặt cái Wi-Fi cho cái máy in này nó kết nối với Wi-Fi được nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này nha. Ok, thì bây giờ các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn tải cái phần mềm này về nha, mình để cái đường link ở bên dưới phần mô tả. Sau khi tải về các bạn được file nén như thế này ha, các bạn clip phải vào nè, các bạn chọn Insert Here để các bạn giải nén ra nha. Rồi các bạn clip vào. Rồi bây giờ các bạn chạy cái file này lên nè, Green Test nè, các bạn mở cái file này lên ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm Green để các bạn in thử coi cái máy in của các bạn nó đã kết nối thành công với máy tính chưa nha. Nó thành công đó thì nó sẽ in một miếng giấy ra. Này các bạn để ý nè. Đó. Đó. Rồi nó báo đây là send data success nè các bạn. Đó, USB thành công nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào advanced ha. Mình vào set net nè. Rồi ở đây á, các bạn lưu ý giúp mình nè. Cái wifi á,
các bạn vào trong cái điện thoại các bạn xem cái wifi của mình, cái wifi mình đang sử dụng nè, muốn in được á là điện thoại mình kết nối wifi, máy in kết nối wifi, hai cái sử dụng một wifi mới có thể in được nha các bạn. Rồi các bạn vào cái wifi ở mình, ví dụ ở đây là mình cái cho như Trần nè, rồi mình vào chữ Y nè, mình sẽ thấy được cái địa chỉ IP nè các bạn, cái subnet nè và cái default gateway nè, ở trên này là các bạn thấy không, IP nè, IP address nè, network nè, default gateway nè, nó tương ứng ở trên cái phần mềm của chúng ta nha. Thì bây giờ chúng ta xem ở đây nha. Thì cái địa chỉ IP nè, 192.168.1 nè các bạn. Từ cái khúc chấm 1 nè, trở về trước, các bạn điền y chang nha. Đó, mình ví dụ đây 192.168 nè, giống nè, ở đây 123 mình đổi là số 1 ha. Thì ở chỗ số 1 này á, tùy theo cái mạng nha các bạn có mạng là chấm 0, chấm 1, chấm 2, chấm 3, bắt buộc các bạn phải xem để các bạn mới biết được nha. Rồi, ok, thì bây giờ ở đằng sau này á, thì các bạn sửa lại giúp mình là 250 hoặc là 252, 251, 249. Thì thường những cái địa chỉ IP này á, nó rất ít có cái thiết bị sử dụng, tại vì nó nằm gần cuối rồi. Đó, rồi còn ở dưới đây các bạn, dưới đây là cái default gateway nè, cái network này các bạn giữ nguyên nha. Các bạn cũng xem ở đây luôn nè các bạn, mặt nạ mạng nè, 255, 255, 255. Các bạn đánh y chang luôn, hai dòng cuối các bạn giống đánh y chang luôn nha. Đây, chấm 1, các bạn đánh y chang luôn. Rồi, bây giờ các bạn xuống dưới phần Wi-Fi Router nè. Chỗ Wi-Fi Router này, SSID á, là cái tên Wi-Fi nha các bạn. Đây, cái tên Wi-Fi nè, các bạn vui lòng đánh cho nó chính xác luôn nha các bạn, viết hoa, viết thường khoảng cách luôn nha. Rồi, ok, của mình đây là Johnny Trần nè. Rồi, xuống đây á, là Wi-Fi cây nè. Rồi, các bạn nhập cái mật khẩu vào. Bạn nhập chính xác nha. Rồi, ở cái mã hóa nè. Rồi, ở cái mã hóa này á, thì các bạn chọn ở để nguyên cũng được. Nếu mà các bạn để nguyên á, nó cấu hình xong nó không chạy á, các bạn có thể chọn xuống cái chỗ BA2 nè, Keep AS nè, BS gì nè. Đó, cái chỗ này nè các bạn đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bấm Setting On nè, nó sẽ cấu hình cho cái máy in nha. Các bạn để ý nó sẽ tít nè. Đó. Các bạn chờ xíu nó sẽ cấu hình xong một xíu. Đó, đèn đỏ nó tắt là nó cấu hình xong nha. Chờ thêm xíu nữa, sau đó mình sẽ tắt cái máy in và mình mở lên lại nha. Ok các bạn, thì sau khi mà các bạn đã kết nối cái wifi với cái máy in này rồi á, là đã cài đặt IP cho cái máy in này rồi á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái tờ giấy in test như hồi nãy ra để lấy được cái địa chỉ IP, để các bạn lấy cái IP đó bạn nhập vào cái phần mềm Ký ức Việt nha. Thì cũng như hồi nãy các bạn tắt cái công tắc nè, các bạn bấm giữ nút phích nè, rồi các bạn mở lên, các bạn chờ cái đèn đỏ nó chớp nó tắt một cái thì các bạn buông cái nút phích ra thì nó cũng in ra tờ giấy in test thôi. Cái tờ giấy in test nó cũng chứa cái thông tin của cái IP nè các bạn. Đó, các bạn nhìn ở đây nè, 192.168.1.250 nè. Đó là cái địa chỉ IP mà hồi nãy mình vừa thiết lập đó các bạn. Ok, thì sau khi mà các bạn đã cài đặt cái máy in này rồi á, đã kết nối với wifi rồi á, đã đặt IP cho máy in rồi á, thì bây giờ mình sẽ kết nối vào cái phần mềm mSolar để mình in. Thì trước khi in á, thì các bạn cần phải biết cái địa chỉ IP của cái máy in này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm cái tờ giấy in test ra để các bạn xem cái địa chỉ IP của cái máy in này nha. Thì đây các bạn tắt máy nha. Một tay các bạn giữ nút fit ở đây nè. Một tay các bạn bật cái nút nguồn lên nè. Các bạn lưu ý để ý cái đèn ở ở chỗ này nha. Hai cái đèn nó chớp đỏ một cái, các bạn buông cái tay ra. Buông tay nút fit ra là nó sẽ in ra cái tờ giấy in test cho mình nè. Đây là các bạn 192.168.1.245 nè. 192.168.1.245, đây là cái địa chỉ IP của cái máy in nha. Khi nãy mình đã thiết lập á, nãy mình đã hướng dẫn các bạn thiết lập nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái địa chỉ IP đó, mình nhập vào cái phần mềm mSolar để mình in hóa đơn bán hàng nha. Rồi ok, mình vào trong cái chỗ này. Rồi vào cá nhân nè các bạn. Rồi, thiết lập máy in. Rồi ở đây nó có rất là nhiều chỗ để các bạn thiết lập máy in nè, máy in hóa đơn, máy in
hóa đơn tạm tính nè, in báo cáo nè, in ba bếp nè. Đó, những bạn nào mà in của phần nào thì các bạn add vô nha. Trước tiên thì bây giờ các bạn chọn vào cái phần lan nè. Rồi bạn chọn cái dấu cộng nè. Rồi, các bạn tên thiết bị thì các bạn đặt tùy ý, bạn đặt tên gì cũng được. Rồi, các bạn xóa dấu chấm đây nha. Rồi các bạn nhập địa chỉ IP vào 192 nè, địa chỉ IP trên tờ giấy á 68.1.245 nha. 92.68.1.245 nha. Để dấu chấm rồi y chang như trong cái tờ giấy luôn nha các bạn. Rồi ở đây mình chọn cái khổ giấy là 80 nha, tại vì cái máy in của mình là khổ giấy 80 nha. Rồi, mình có thể bấm in thử hoặc là mình lưu lại nha. Đây mình lưu lại, mình ra ngoài mình in thử trên cái hóa đơn của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ in cái hóa đơn. Bây giờ mình sẽ vào trong cái chỗ in hóa đơn nè. Rồi mình chọn vào cái máy in wifi nãy mình đã cài đặt nè, mình đã thiết lập nè. Chọn vào nha. Rồi bây giờ mình lưu lại nè. Còn in bếp 3 thì các bạn cũng vậy nha. Các bạn chọn máy in wifi nè. Đó, các bạn lưu lại. Rồi bây giờ các bạn ra ngoài. Bây giờ mình sẽ lấy một cái đơn mẫu mình đã tạo sẵn á, bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem nha. Nè, ở đây mình sẽ in hóa đơn tạm tính nè. Trên cái phần mềm này các bạn có thể in được cái mã QR code luôn nha. Các bạn add, các bạn đưa cái mẫu QR code vào các bạn in nha. Nếu mà in ra mẫu QR code đó thì nó sẽ thêm cái QR code của ngân hàng ở đây nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình chỉ cần bấm thanh toán là cái máy nó in tự động nó in ra nha các bạn. Ở đây không có thông tin của shop tại vì mình chưa có nhập cái thông tin của shop mình vào nha các bạn. Đây nè, chưa có thông tin nè. Ở đây mình chưa có nhập cái thông tin của mình vào, mình chỉ in test cho các bạn xem thử thôi nha. Đó, bây giờ mà mình sẽ thử cho các bạn xem nè. Đó, tính tiền nhanh nè, tự động nó in ra nè. Đó, các bạn thấy không? Đây, khổ đấy, chữ rất là to, rõ và nét nha các bạn. Ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, thì các bạn xuống dưới phần mô tả, mình để đường link của Shopee hoặc Lazada bên dưới phần mô tả. Các bạn click vào cái đường link đó để mua hàng, để được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.